Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên có mẫu xe đạp địa hình khung carbon đến từ thương hiệu VESB, một dòng thương hiệu của Đức. Và đây là một chiếc xe đạp địa hình được sử dụng khung carbon và bộ chuyển động của nó là Shimano DOG 10 tầng lip, 3 tầng đĩa, đùi đĩa trục rỗng, vành bánh là 26 inch. VESB, một thương hiệu của Đức và đã cũng rất là nổi tiếng trên thị trường xe đạp thể thao ở trên thế giới. Là một cái thương hiệu của Đức. Như các bác chơi xe lâu năm thì cũng biết là cái công nghệ carbon của Đức thì nó rất là chắc chắn. Từ xưa đến nay công nghệ carbon của Đức lúc nào cũng rất là tốt. Này, hôm nay về một chiếc xe tông màu đen các bác nhé, tông màu đen pha với kẻ chỉ logo trắng đỏ, cực kỳ thể thao và rất là đẹp. Khung giống các bác nhìn trên hình rất là đẹp. Dây thì toàn bộ được chạy âm sườn và sử dụng một cái bộ chuyển động cực kỳ là cao cấp của dòng Shimano các bác nhé. Đó là dòng Shimano DOG. DOG với 10 tầng lip và 3 tầng đĩa. 3 tầng đĩa đạp cho xe có 30 tốc độ khác nhau, sử dụng bộ đùi trục rỗng của Browell. Vành bánh của chiếc xe là 26 inch các bác nhé, sử dụng vào lốp của Kenda. Bản lốp là 1.95. Lốp này thì còn tương đối là đẹp, còn vân thì còn rất là đẹp bọn này. Mayer của xe là Retropec thôi nhá. Đây là dòng bi vòng, sử dụng bi bạc đạn, nó cũng là nguyên zin theo xe luôn các bác nhá. Retropec nguyên zin hết từ cọc yên này, cũng là Retropec này. Và đến ghi đông của Ford đó, cũng là nguyên zin theo hãng luôn đấy, theo xe luôn. Đó, máy ở trước cũng là cho cách bi vòng các bác nhé, sử dụng bi bạc đạn. Đấy, trên phần ghi đông của xe thì được sử dụng bộ tay bấm xả, còn cũng là của Shimano DOG và cụm phanh dầu đến từ thương hiệu Shimano. Phanh dầu Shimano và nó có một cái quá trình giảm xóc ở trên tay lái luôn các bác nhé. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe có size cho các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75, đi là phù hợp. Bộ chuyển động Shimano DOG 10 lít 3 đĩa cho 30 thôi khác nhau. Một cái dòng sản phẩm của Shimano về địa hình và nó cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Cái dòng được sử dụng rất là nhiều, rất là rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Bộ DOG 10 lít 3 đĩa này. Và em vừa giới thiệu nhanh đến các bác mẫu xe đạp VESB và VS 5.0, một dòng xe khung carbon đến từ thương hiệu Đức và được sử dụng bộ đè chuyển động rất là cao cấp của dòng Shimano.
và đang được bán tại cửa hàng em với mức giá chỉ là 9.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn tôi bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.